Sato mít của nhà em nhé các bác nhé. Một bụi Sato này thì em đang bán với giá là 500k, chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nữa nhé. Một chậu này thì nó sẽ dao động từ 5 vòi hoa đổ lên nhé. Đây là mặt hoa của nó này. Màu này là màu vàng mít nhá. Cái dòng này thì bông của nó rất là to, bền bông này. Hoa chơi sẽ kéo dài khoảng tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng nhá. Nhưng mà với một điều kiện là mọi người không được tưới nước vào hoa. Các bác chỉ tưới nước vào phần gốc cho em thôi. Tuyệt đối không được tưới nước vào hoa nhá. Đây mọi người nhìn này, nụ này, to nhá. Dòng này rất là bền luôn này. Đây em quay sát luôn cho mọi người nhá. Một chậu này thì nó sẽ dao động từ 5 đến 6 tép nhá. Tép to này, dày mình này, lá xếp nhá. Lá này rất là vươn luôn. Đó. Hàng này bây giờ về mọi người sang cho em một cái chậu sành hoặc chậu sứ ấy ạ. Đây. Nhà các bác nào mà rộng ấy thì các bác ghép cái kiểu như này này. Kiểu trồng tầng giật tầng như này nhá. Nó xòe ra rất là đẹp luôn. $500k cho một chậu nhá. Sato màu vàng mít ạ. Dao động từ 5 vòi hoa đổ lên nhá. Có nghĩa là mức min của nó ít nhất một chậu nó sẽ là 5 vòi hoa. Hàng hot nhá các bác nhá. Địa lan rồng đỏ lá phát tài. Đợt này về cái lô này thì giá siêu yêu thương luôn. 400.000 cho một bụi. Đó. Giá hàng ở bên nhà em thì là chưa có phí ship, cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nhá. Mọi người ơi, đợt này hàng về giá rẻ hơn, nhưng mà không có nghĩa là cây nó bé hơn đâu ạ. Cây nó vẫn như thế, một bụi nó sẽ nặng từ 2 cân rưỡi đến 2 cân 7 một bụi nhá. Và ít nhất là từ 5 vòi hoa đổ lên. Nhưng mà vì là đợt này nhà em ôm số lượng nhiều, cho nên là nó mới có cái giá rẻ như thế nhá. Đây, hàng tầm này đây, các bác nhìn cho em này, nụ thực tế luôn ở nhà em nhá. Nụ này nó gọi là cái nụ tương đối rồi đấy ạ. Đó. Đây này, một bụi siêu to, siêu nặng luôn. Bác nào mà mua hàng nhà em cái đợt vừa rồi rồi ạ, thì mọi người biết nhá, là một bụi cây của nhà em nó rất là to. Đây em quay thực tế luôn này. Cái hàng địa lan này này, tất em nói chung chung luôn nhá, là tất cả các hàng địa lan nó đều không ưa nước. Và địa lan thì sẽ trồng với lại cái đất sạch, cái đất mùn nhá. Mọi người có thể pha lẫn một chút nó vỏ thông vụn hoặc là dớn vụn nhá. Hàng này khoảng tầm 3 ngày đến 4 ngày mọi người tưới cho em một lần. Và lưu ý mọi người chỉ tưới ở phần gốc này, tránh tưới ở phần thân lá và tuyệt đối không được tưới ở hoa nhá. Còn đây nó là cái mặt bông thực tế của cái rồng đỏ lá phát tài. Duy nhất một màu là màu đỏ hồng nhá. Đây ạ, màu hoa thực tế ở nhà em luôn này. Đây là màu đỏ hồng chứ không phải màu đỏ thâm nhá các bác nhá. Và đặc biệt là cái lưỡi hoa của nó là cái màu đỏ nhung. Đây. Cái bông này là nó mới chớm nở thôi, mấy nữa mà nó nở bung hết ra ấy ạ, thì bông nó rất là to nhá. Bông hoa này nó có cái hình dáng tròn nhá. Siêu đẹp luôn. Em nhắc lại một lần nữa là cái chậu địa lan này của nhà em thì ít nhất nó sẽ dao động từ 5 vòi hoa đổ lên. Đấy là em nói em báo cái mức min của nó nhá, là ít nhất là 5 vòi nhá. Cho nên là mọi người mua hàng thì các bác phải để ý cho em cái điểm này. Nhiều nơi ở trên thị trường là người ta bán một chậu chỉ có 2-3 vòi thôi, nhưng mà giá nó đã rơi vào tầm 350 đến 370 một chậu rồi. Cái hàng này của nhà em là 400.000 một chậu và là ít nhất là 5 vòi hoa nhá các bác nhá. Đây. Và một chậu này nó sẽ nặng từ 2 cân rưỡi đến 2 cân 7 nhá. Đây nó là cái lô địa lan sô cô la nhá. Màu cực kỳ đẹp luôn. Một chậu này em đang bán với giá là 200k, chưa có phí vận chuyển ạ. Và trung bình một chậu này thì nó sẽ có từ 2 vòi hoa nhá. Từ 2 vòi hoa này, ngồng dài nhưng mà nụ ngắn nhá. Cái lô này. Cái địa lan nâu sô cô la này. Đây các bác nhìn cho em nhá. Cái lá của nó rất là vươn, nó vươn rất là cao nhá. Nên là thành ra nó rất là khoe cây ạ. Đó, 200k một chậu nhá. Cái dòng này thì hoa siêu thơm luôn. Đây là mặt bông thực tế luôn này các bác này. Địa lan sô cô la nhá. Đó. Mặt bông thực tế luôn nhá. Cái hoa này thì nó thơm lắm mà nó rất là bền. Cực kỳ bền luôn, ít nhất là phải 2 tháng nhá. Phụ thuộc vào cái thời tiết nữa, nhất là đợt này cái khí hậu miền Bắc của mình nó đang rất là lạnh thì hoa của nó sẽ kéo dài tầm 2 tháng rưỡi nhá. Tất cả các loại địa lan đều không ưa nước, cho nên là mọi người không cần phải tưới nước nhiều nhá. Khoảng tầm 3 ngày đến 4 ngày mọi người tưới cho em một lần. Và chỉ tưới ở phần gốc thôi nhá, tránh tưới ở phần hoa. Đó.
Em về thêm được một cái lô hồng cánh sen nhá. Giá đợt này nó hạ nhiệt hơn một chút ạ. 300k một cây nhá các bác nhá. Hàng thì tầm này có cây nó đang có nụ, còn có cây đang sưng nụ. Hàng này thì em bảo hành mặt hoa cho các bác này. Mọi người lưu ý giúp em nhá. Hồng cánh sen này, chuẩn mặt hoa, bảo hành mặt hoa cho các bác. Đây, mặt hoa của nó đây. Đó. Cái này thì một cây của nó thì nó sẽ dao động từ 4 cặp lá đổ lên. Cây nó không to đâu nhá các bác nhá. Cây trung bình thôi, nhỏ nhỏ thôi. Đây là chiều dài lá này. Nó cứ xấp xỉ khoảng tầm 15 cm. Hàng trồng trong chậu gỗ rồi về mọi người chỉ treo lên là được rồi. Hoặc là các bác sang chậu to thì mọi người cứ đặt nguyên cả cái chậu này. Đặt nguyên chậu này vào một cái chậu to hơn là được nhá. Mọi người đừng móc ra. Móc ra nó sẽ đứt dễ, là các bác lại phải thuần lại. Đó. 300k một cây là chưa có phí ship, nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nhá. Lưu ý với các bác là hàng là có cây đang có nụ, còn có cây là đang sưng nụ nhá. Đây, ví dụ như cây này đang có nụ này. Cây đằng sau này đang sưng nụ nhá. Bảo hành cho các bác, thứ nhất là bảo hành mặt hoa, thứ hai là bảo hành cho các bác là 100%, từ giờ đến Tết chắc chắn là nó sẽ ra hoa nhá. Còn đây nó là cái dòng Thiên Cung Big Leaf nha mọi người nhá. Thiên Cung Big Leaf này thì em bán là 240.000 một giò, chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Đây, mặt hoa của Thiên Cung Big Leaf này, chuẩn mặt hoa luôn nhá cả nhà nhá. Màu này của nó là màu tím đậm luôn ạ, tím đậm nhá, chứ không phải là cái màu tím nhạt, màu tím khoai môn đâu. Đây em xoay kỹ vào luôn này. Và trung bình một bảng này thì nó sẽ dao động từ 5 thân. Dao động từ 5 thân ngắn dài xen kẽ nhá. Đây mọi người nhìn cho em này, thân này, nó tím nhá. Thân nó đậm màu luôn nhá. Đây, hàng này thì đến 90% cây là nó đang thắt ngọn rồi, chỉ còn có mỗi một số thân là nó vẫn đang tiếp tục đi ngọn thôi nhá. Còn lại là 90% nó đã thắt ngọn hết rồi, hàng chuẩn hoa sơn cho em. Hàng này là hàng ghép thớt nhá. Nên về các bác chỉ việc treo lên là chơi được rồi. Không cần phải thay giá thể đâu. Đây này, cứ khoảng 2-3 tháng mọi người thay cho em cái túi phân này một lần là được nhá. Lưu ý với các bác là một bảng này thì nó sẽ xen kẽ cả thân ngắn thân dài nhá. Thân ngắn thân dài. Và thân nó xem nhau thôi, chứ nó không thể nào nó bằng nhau chằn chặn đâu nhá. Xem nhau thôi. Đấy. Sóc tím hoa hè này, em vừa mới cập bến được mấy lô siêu yêu này. Giá cực sốc nhá, 140.000 cho một chậu 2 cây như thế này. Hàng thuần 100% nhá, về các bác chỉ việc treo lên thôi này. Đợi đến mùa nó ra hoa thôi. Cái mùa hoa của sóc này thì nó sau Tết rải rác từ tháng 4 đổ đi nhá. Đây, mặt hoa của nó này. Cái dòng này thì vòi bông của nó rất là dài nhá. Ưu điểm này, vòi dài, sai hoa nhá. Hoa nó là dạng hoa chùm ấy ạ. Hoa rất là thơm, mà độ bền của nó thì nó sẽ kéo dài khoảng tầm 25 đến 30 ngày nhá. Cái sóc tím này này thì cái lá của nó ấy, cái em nói cái nhược điểm của nó một chút nhá, là cái lá của nó ấy ạ, nó sẽ không được xanh mướt mát hay là đẹp mỹ mãn như là cái hàng công nghiệp khác đâu nhá. Đây. Thực tế luôn, hàng em quay luôn ở nhà này. Cái lá của nó thì nhìn nó sẽ hơi hủi một chút, hơi hủi một chút nhá. Nhưng mà bù lại thì hoa của nó rất là đẹp, vòi hoa dài. Cái hàng này nó là cái hàng dễ gió, cho nên là các bác không cần phải cho quá nhiều giá thể vào đâu. Cái hàng dễ gió này này, đối với những hàng dễ gió này này, khi mà hàng về đến tay mọi người ạ, những cái dễ già, dễ khô quắt keo này này, các bác cắt hết đi cho em nhá. Mọi người cắt hết đi, các bác đừng tiếc, cứ cắt hết đi cho em để cho nó tức cái dễ mới ra. Đây này, như những cái chậu này này, dễ mới nó đang ra này. Đấy, nhìn nó ngoan ngật ra luôn nhá. Hàng này mọi người thích ghép vào gỗ cũng được, ghép lũa cũng được nhá. Mà sang chậu thì lại rất là thoải mái, đơn giản, không sợ nó bị đứt dễ đâu. Thì là tầm này bây giờ dễ non nó mới đang bắt đầu nó ra mà. Nên về các bác sang chậu thoải mái. 140.000 cho một chậu 2 cây nhá. Và toàn bộ giá hàng ở bên nhà em thì đều chưa có phí vận chuyển. Cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Kiếm thái hoàng long của nhà em nhá các bác nhá. 130.000 cho một chậu như thế này. Một chậu này thì nó sẽ có từ 3 tép đổ lên. Mà tầm này mầm gốc cũng đang phát triển rất là mạnh này. Cái kiếm này nó cũng thuộc cái dòng kiếm tiên vũ nhá. Mà cái kiếm thái hoàng long này này, nó giống cái phan trí đến 99% ạ. Dòng kiếm này thì chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi ạ. Vàng lưỡi trắng này, cái đầu lưỡi nó hơi đốm nâu một chút nhá. Đây,
Dòng này vừa size 3 vừa size con, em về các bác cứ sang chậu cho em. Mà lưu ý với các bác là cái kiếm này của nhà em ạ. Cái chậu kiếm này này, em gọi là cốc đi cho nó đúng hơn này. Nó là cái hàng cây giống nhá các bác nhá, là hàng cây giống nên là hiện tại cái chiều dài một cái lá của nó sẽ dao động khoảng tầm 10 đến 15 sen. Cái lá nào mà dài thì được khoảng tầm 17 sen nhá. Đây, đây là hàng giống này. Tại vì là em quay nó hơi sát cho nên là thành ra là cái cây nó to nhá. Còn đây ở bên ngoài thì cây nó không có to đâu, nó bé thôi ạ. Nên em nói rõ chiều dài cho mọi người, em đo luôn cái gang tay của em vào này. Đây nhá. Nó chưa được một gang tay của em nhá, chưa được một gang tay này. Đây. Nghĩa là chiều dài của nó cứ dao động trong khoảng tầm 10 đến 15 17 cm thôi nhá các bác nhá. Mà cái dòng này nó đẻ con rất là sai. Chịu được nắng nóng này, phù hợp với mọi loại thời tiết nhá. Cái dòng này thì nó ưa ẩm. Ưa ẩm và nó phát triển mạnh nhất ở những cái nơi mà thoáng khí nhá. Đây. Đây. Trăm hoa đua nở nhá, đại hội sắc màu của nhà em này. Đen rô da da nhá. Cái hàng này thì em đang bán là 70.000 cho một cốc. Và cái giá này là chưa có phí vận chuyển, cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Đen rô da da hiện tại nhà em có 3 màu. Thứ nhất là màu tím lợt này. Thứ hai này là màu đỏ hồng nhá, màu này là màu đỏ hồng. Và thứ ba là màu trắng họng tím. Hiện tại em có 3 màu nhá. Và cái hàng này thì hoa nó nở quanh năm. Mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nhá cả nhà nhá. Đây, hàng lá xếp này. Lá xếp chữ V nhá. Đây này mọi người nhìn cho em này, lá xếp chữ V, siêu đẹp luôn. Cái hàng này về bây giờ các bác trồng vào cái sang chậu, trồng vào chậu sành, chậu sứ đấy ạ. Xong rồi mọi người treo lên ở lan can nhà hoặc là để trên bàn làm việc đều rất là được nhá. Nhìn vô cùng là đẹp mắt luôn vì cái hàng này nó nhỏ gọn đấy ạ. Nó không quá là to, không tốn quá nhiều diện tích nhá. Cái dòng này thì nó cũng không ưa nước đâu, cho nên là khoảng tầm 3 ngày mọi người phải tưới một lần thôi. Cái giá thể trồng, mọi người có thể trồng với sơ dừa hoặc là trồng với vỏ thông nhá. Toàn bộ cái giá thể nó cứ được xử lý sạch sẽ là đều được hết nhá các bác nhá. Đây. 70.000 một cốc và em ship từ 3 cốc đổ lên nha các bác nhá. Ship từ 3 cốc đổ lên này. Và toàn bộ giá hàng ở bên em là chưa có phí vận chuyển, cho nên là các bác nhớ là cộng thêm cho em 40.000 tiền hàng vào mỗi một thùng nhá. Và hiện tại đen rô da da ở nhà em có 3 màu. Màu tím lợt, màu đỏ hồng và màu trắng họng tím nhá.